Và Vọng xin kính chào tất cả các bác. Đôi khi thì chúng ta phải sưu tầm và sở hữu những cái mẫu đồng hồ độc đáo một chút, đúng không ạ? Và đây là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu nổi tiếng của người Đức. Đó là một thương hiệu mà chắc chắn nhiều bác đã biết đến. Đây là một thương hiệu chuyên sản xuất những chiếc đồng hồ treo tường có kiểu dáng độc đáo ít gặp. Chiếc này sẽ đến từ thương hiệu Mau Thờ các bác nhé. Sở hữu một cái phần mặt số rất là đẹp luôn. Một phần mặt số nổi vàng này, kim vàng. Kích thước của cái mặt số này lên tới 20,5 các bác nhé. Rất là to. Và trên chiếc đồng hồ này, từng chi tiết đều được thiết kế một cách cực kỳ là thông minh các bác nhé. Đầu tiên các bác để ý giúp em nhé. Từ cái phần cài cửa các bác này. Cài cửa này người ta thiết kế một cái phần cài cửa xoay các bác nhé. Để tránh bị gọi là xước viền ngoài cũng như xước viền trong. Và nó sẽ thao tác dễ hơn khi các bác đóng mở cửa, đúng không ạ? Ngoài ra chiếc này nó còn giữ được tất cả mọi thứ nguyên bản từ nhà sản xuất đi ra các bác nhé. Đầu tiên đó là một cái phần mặt kính cong mo tạo độ sâu này. Các bác nhìn thấy mặt phần nào kính cong mo chưa? Nổi hẳn ra ngoài nhá. Chèn kính còn nguyên này. Bên dưới thì sẽ có một cái phần kính với những đường kẻ vàng kẻ chéo này, kết hợp với quả nắp tròn đồng tâm. Và có hai con ốc chống tường hai bên như này các bác nhé. Các bác thường thấy là hai con ốc chống tường thường nằm ở dưới đáy của vách thùng, đúng không ạ? Nhưng chiếc này được thiết kế ở giữa lưng thùng. Thì khi đó chúng ta sẽ có khoảng cách ở giữa phần đáy thùng cùng với cái phần tường. Thì khi đó âm thanh chúng ta chuẩn hơn các bác nhé. Còn về thiết kế bộ công, đặc trưng rồi. Những chiếc đồng hồ được thu nhỏ thường thường bộ công sẽ được thiết kế nằm ngang như thế này. Nhưng với bộ công đồng của thương hiệu Mau Thờ thì cái tiếng chuông đi ra rất là hay. Cùng với cái bộ máy vách đồng các bác nhé, ba nồi cót thì mới chơi được cái bản nhạc Westminster, đúng không ạ? Đây các bác nhìn này, ba nồi cót. Và em nhận xét đây là một chiếc Mau Thờ nó còn đẹp tổng thể trên 95-96%. Các bác khó mà kiếm được chiếc thứ hai đẹp tương tự như chiếc này. Cái mặt số em nhận xét nhé, nó còn đẹp trên 97-98. Đây, mời các bác tự nhìn và nhận xét nhé. Gần như là các bác sẽ không thấy cái vết xước xác nào xuất hiện trên cái phần mặt số của chiếc đồng hồ này. Còn với một cái bộ máy vách đồng nguyên bản thì tất nhiên đây là hàng tuyển do bên Hoàng Vọng tuyển chọn rồi. Thì tất cả mọi thứ các bác cứ yên tâm. Còn bây giờ sẽ mời các bác cùng em nghe thử cái tiếng chuông nhé. Đấy là 15 phút. Đấy là tiếng chuông các bác nhé. Bộ cộng đồng cực kỳ là ngân nga, đẹp về hình thức và tiếng chuông nữa. Thì chắc chắn là đây là một chiếc đồng hồ rất là xứng đáng để các bác sở hữu nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.